Hoan hỷ thanh đồng chào tất cả quý vị đến với Vấn Đáp Tâm Linh ngày hôm nay. Cô ơi, sau lưng của con hay bị ấm nóng. Ấm nóng ở lưng á, nó là một cái biểu hiện của lực, của chân lực á. Bạn được một cái phần căn từ trong gốc bệ của củ quyền hoặc là một cái phần duyên căn nào đó đang cho bạn một cái lực và người ta đang muốn phóng điển vô xác bạn. Ấm nóng ở cái lưng, đặc biệt là cái hông bên trái bên phải gì đó, nó là cái biểu hiện của có lực, có được một cái phần duyên căn đi cho lực. Nhiều người nói con có tổ cô theo. Tổ cô theo một á là rất là thương củ quyền, là rất là thương thúc bá đệ huynh cô dì tỷ muội, dầu cho dòng họ ăn ở tàn tệ với mình vẫn thương họ. Đó là một biểu hiện rất nổi mỗi bậc của căn tổ cô. Trên thì hầu củ quyền hầu ân, trên tu học, dưới thì độ đời cháu con đó nha. Cố gắng lên, cũng phải tu thôi, căn gì cũng phải tu cả, giữ giới làm phước và công phu niệm Phật. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, đi làm niệm Phật, trì chú đi làm chị chú đại bi niệm Phật được mà. Cô ơi, lúc ngủ con nghe thấy tiếng người âm nói chuyện. Thường những người có duyên căn á, cái lỗ tai á, nghe được cái tiếng của người âm nói chuyện. Có khi ma quỷ nói tiếng quỷ á, có nghe tiếng quỷ chưa? Có đứa nào nghe tiếng quỷ chưa? Con Dương Tấn Đạt nó từng bị mấy cái binh của ông thầy Pháp tới á, nó nhát, nó khe khe, nó châm cái tiếng, nó nói cái tiếng quỷ bên tai á. Nghe không hiểu, dịch cũng có được. Mà lúc đó cái người mình bị cứng đơ à. Cố gắng lúc đó niệm Phật nha, mô Phật. Người có căn số nhưng mà chưa ra tu tập làm sao giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không vọng ngữ, không khen mình chê người, không phỉ báng Phật Pháp Tăng, không bọn sẻn ích kỷ, không nói lỗi người. Làm phước nè, rồi niệm Phật, rồi đọc kinh, rồi công phu, tạo những cái nguồn năng lượng từ trường thì phép chú quân trên xuống dưới thân mình nhận được, mình khỏe, mình sáng huệ, sáng trí. Mấy nay con xin gốc tổ và Bồ Tát Quán Thâm trục, con xin gốc tổ và Bồ Tát Quán Thâm để trục bùa máu dơ trong thân này ra. Mấy nay con vẫn còn bị thì cô chỉ con cái này. Con lại Phật sám hối xong, con đi thẳng vào trong chùa, con xin thầy quản tự, con nói là cho con xin làm công quả quét dọn nhà vệ sinh. Không cần xin, con nhớ con trình với gốc tổ nhà chùa rồi. Con gửi cho cô cái số tài khoản, cô chuyển khoản cho con mua cái cây trà lau rửa, chai viêm, dội sạch bồn cầu đó. Con vô con trình với gốc tổ, con nói là con tới đây con làm công quả nhà vệ sinh, gốc tổ che chở cho con. Con tạo cái phước đi, một là con duyên nghiệp của con chưa có hết, hai là con chưa tạo được cái phước. Con xuống con chà rửa nhà vệ sinh đi, toilet nam trước đi, ha. Cô gửi cho. Mô Phật. Là tại vì cái duyên nghiệp chưa có hết, cái duyên nghiệp chưa có hết. Con làm cái phước đó đi rồi cái con hồi hướng. Con làm xong cái con nghỉ ngơi chút xíu nha, chứ con làm xong con ra mồ hôi, con tắm liền con bệnh á, cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Hồi đó nhà con có thờ tổ cô với mẹ sanh mẹ độ, nhưng ông nội con giờ dẹp về nhà con. Nhà con như thế nào? Ủa sao tự nhiên thờ lên rồi dẹp? Có chuyện gì trong gia đình với nhau không? Có xích có gì không? Tổ cô với mẹ sanh mẹ độ là cái truyền thống của ông cha mình mà quý vị. Cô nói có một cái luồng khí ấm tới nữa, tức nghĩa là cái phần căn của bạn á, cái phần duyên căn, cái phần ân trên đi theo độ bạn đó, nghe và cảm nhận được cái nguồn năng lượng của thanh đồng hợp cung hợp cõi, và người ta đáp trả lại vào trong thân bạn một cái nguồn năng lượng rất là ấm áp. Cái livestream tối ngày hôm nay quý vị rất là nhẹ nhàng nha. Mô Phật. Cô ở nhà con không ạ? Là sao? Cô nào? Nói chuyện động đuôi cô không có hiểu. Mô Phật. Mấy ngày nay con nằm ngủ thấy người ta rượt, người ta rượt, người ta lấy mạng con. Có mấy lần con bị đâm trúng thiệt. Duy Phương. Nằm mơ, nằm mộng mà thấy người ta đánh đập mình, người ta rượt mình. Tức nghĩa là trong đời quá khứ bạn từng đánh đập và rượt người ta. Và ngày nay cái nghiệp đó bạn phải trả. Nhưng mà ngày xưa đó, bạn thích sát người ta, bạn đánh, bạn giết người ta bằng cái lý do chánh đáng. Giả dụ, giả định như là bạn là một chiến sĩ, bạn xông pha chiến trận, bạn bảo vệ biên cương thì bắt buộc phải giết giặc. Cái lý do giết người ta thì tổn hại sanh mạng người ta. Nhưng mà cái lý do chánh đáng là bảo vệ biên thùy tất đất quê cha. Cho nên là ngày nay bạn cũng phải trả nghiệp, nhưng mà trả nghiệp trong giấc mơ. Thường những người trả nghiệp trong giấc mơ là ngày xưa cũng gieo cái đó là cái nghiệp, nhưng mà bằng cái lý do chánh đáng, cho nên ngày nay trả nghiệp trong giấc mơ. Mấy thầy Pháp đời trước á, rượt bắt người ta quý vị, nhốt ma, bắt ma, rượt đánh á. Đời này nằm mơ lại còn nhỏ, nó rượt, nó đánh, nó giết, nó rượt, nó rượt, nó đánh, nó giết trong giấc mơ á. Trả nghiệp trong giấc mơ, tại vì hồi xưa bắt nó cũng vì lý do là bảo vệ cho người ta, lý do cũng chánh đáng á. Mô Phật, hoan hỷ quý vị. Cái comment quý vị nó trôi nhanh quá Mấy lần nằm mơ thấy người thân đã mất trong quan tài, nằm trên giường, ý thức vẫn biết là đã mất. Cái ý thức và cái tiềm thức, cái não bộ con người mình lưu trữ nhiều lắm. Nhưng mà mình quán xét lại nha,
cái đặc biệt cái giấc mơ mà trong cái điềm báo giấc mơ người thân đã mất á, mà thấy trên cái thân người thân có chảy máu nha. Cái này là trong kinh Chu Dịch mà các thầy dịch nhiều Thanh Đồng nhớ á. Tức nghĩa là mình coi là thân tộc của mình có ai bị bệnh về thận, về tử cung hay không. Đi khám đi, khám bệnh, dẫn nói chung là đi khám tổng quát hết sức khỏe đi. Mấy nay em hơi bị mệt, kiểu khó chịu trong người. Cái thời tiết nó thay đổi, nó làm cho con người mình khó chịu. Cái phần duyên căn không nhận được nguồn năng lượng tốt, ấm áp. Người rất là dễ cáu gắt. Tại vì người có căn, cái kênh tâm linh nó mở ra hấp thụ và nhạy cảm với nguồn năng lượng. Cái nguồn năng lượng tốt không tới thì cái nguồn năng lượng xấu nó đến thôi. Cô nói có luồng khí ấm nữa cô ơi. Nhức đầu đúng không? Người ta vô không được mà người ta ra không xong. Tức cái xác quá, chưa đủ điểm huệ tu, thôi gắng tu thêm. Nghe tiếng vang, nghe tiếng chuông vang. Mô Phật. Nếu mà nhức đầu mà nghe tiếng chuông chùa, nghe tiếng mỏ mà nhức đầu là trong người có bùa có ngải nha. À, có khi là phần căn muốn vô mà vốn được, ra không xong. Có người nói con có bà cố thương. Bà cố, ông cóc, ông cố mình thương mình là điều bình thường của xã hội trần gian, là điều rất là tự nhiên của duyên căn trần gian thôi. Phần âm cũng vậy. Phần âm, người âm người ta cũng có cái tình thương. Cô ơi, con hay mơ gặp nhiều rắn. Cái giấc mơ mà người nằm mơ gặp nhiều rắn mà gặp hoài đôi khi là do mình nặng dục. Mình nặng dục. Cái thứ hai đó là rắn màu gì? Đen có lộc, trắng quý nhân, xanh khó khăn công việc, đỏ cam vàng tai nạn xe cộ hoặc bệnh tật. 15 tuổi học bói bài được không? Hỏi về duyên căn, về nghiệp số, về coi quẻ coi số, nó không có liên quan tới tuổi tác đâu. Nó không có liên quan tới tuổi tác. Mà nó phụ thuộc rất nhiều vào căn cơ và trí tuệ và phước nghiệp của mình từ đời đời kiếp kiếp. Em, bản thân em và nhiều người nữa, người ta sanh ra tự nhiên là đã biết coi bói rồi. Rồi đi gặp thầy, gặp tổ, gặp người này người kia, gặp duyên căn, rồi có thầy có tổ tu thêm rồi giỏi hơn. Thì đó là sự trùm phủ và lan tỏa tự nhiên của kiếp căn kỳ, kiếp nghiệp kỳ, đến với đường dương hạ, đến với con đường sanh phàm này. Như là cũng có cái câu, như là câu gì nào quý vị? Dập đầu cầu xin. Thôi tự nhiên đang vấn đáp tâm linh cái hát. Nó vô duyên đó, nó kỳ cục. Em cũng có cái tật gì đó, bệnh. Từng tấn, hồi gì thông cảm. Bị vong nhi theo ôm cái xác nó chạy lên chạy xuống. Có như bị bùa không hả? Con cẩn thận nha. Sự khác biệt giữa vong nhi và ngải. Cái chạy lên chạy xuống này là giống ngải rồi đó nha. Chứ vong nhi là nó nhức. Vong nhi là nó nhức. Tại vì bản chất âm dương chập nhau ôm xiết cái xác là nó nhức. Còn chạy lên chạy xuống là ngải đó. Ha, coi chừng ngải đó. Bây giờ tụi nó nhiều lắm. Có gì thấy mấy ông thầy pháp không? Luyện bùa, luyện ngải đó. Bây giờ Thanh Đồng nghe tin cái anh Sơm, ảnh chở xuống cho ông thầy dưới Cà Mau đó một bao ngải để ông luyện. Hết hồn liền. Buồn nôn là càng ngải, càng chứng minh ngải. Vô chùa đình đền hoặc là thánh điển linh thiêng chụp vô người mà nôn ói là bùa ngải chắc chắn luôn. Nôn ói là bùa ngải. Dông nhi mà gặp thì diễn ngôi cao bệ gác là hết nhất. Còn mà ói là bùa với ngải. Hoan hỷ quý vị. Mô Phật. Lắc lắc cắt cắt hả? Cái tiếng sẹt sẹt làm bé Kỳ đang gói hàng. Sao nghe tiếng chuông chùa lòng con muốn thức tỉnh. Có duyên căn tu hành. Mình có căn có huệ, có căn có cơ. Mình đến với chùa không vì điều gì cả. Sự trùm phủ tự nhiên của tâm lương thiện, của duyên lành từ trăm ngàn đời kiếp qua. Cho nên đó là mình đến đó thì mình thoải mái, mình nhẹ nhàng bay bổng thôi. Cô ơi, có điển của ai phải không cô? Em nóng hai lỗ tai. Chân điển có hay không thì quý vị cảm nhận, chứ có gì là phần căn mà Thanh Đồng có biết gì đâu. Lên nó khùng nó điên, từng tưng manh mát mát vậy thôi à. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Coi bên đây đi cho nó rõ. Em bị ấm mặt, nãy giờ quý vị ấm sáng nhiều gì thì mừng đi. Mấy cái livestream trước thì cô ơi du di nó đánh cô hay là gì đó, rồi bữa nay là ấm sáng thì thôi mừng. Nó chứ nãy giờ em đốt chừng ký trầm bên đây nè. Mấy nay con bị ấm nóng hừng hực. Có duyên căn mà ấm nóng là có lực tốt rồi. Cố gắng tu thêm giữ gìn đó. Ấm nóng đến với mình nhưng mà giữ được bao lâu cũng là do mình nữa. Cô hỏi là nhà có xác hội. Nhà có người có xác hội. Định nghĩa xác hội của bạn là gì nha? Định nghĩa xác hội có nghĩa là các phần duyên căn, cái xác đó có thể mời được những phần hồn khác nhau và nhiều phần hồn khác nhau về. Ha, nhiều phần hồn khác nhau về. Còn ngày nay quý vị có cái xác mà ai muốn rồ rồ, ai muốn vô vô, muốn ra, rồ rồ, ra ra đó. Là do đời trước ở đình đền miếu miếu chùa chiền quý vị gian tham của cải. Đừng giận em nha. Đừng giận em nha. Ha. Đừng giận em. Em có gì nói đó nó thẳng. Quý vị đời trước đó cũng là, tức nghĩa là quý vị gian tham.
Cho nên đời này sanh ra là cái xác ai muốn vô vốn ra ra. Có khi đó là con rắn, con chó, con bò, con heo nó cũng vô xác mình được một cách dễ dàng luôn, chứ không riêng gì các phần căn. Thì cái phần nó không phải là xác hội, họ không tự chủ được, họ không phải là xác hội, mà là đời trước á, họ mắc nợ chúng sanh mà cái cách là gian tham của cải. Còn xác hội là người ta có tổ, có thầy, người ta có luyện từ nhỏ và người ta được quyền cho phép là cho vô hay không. Có khi là cái xác đó nó nói lố những gì phần âm nói. Ví dụ phần âm nói 1 cộng 1 bằng 2, bà xác hội cái miệng, bà thài lai, bà nói 1 cộng 1 bằng 4 đó, nó nhân lên tới 2 đó. Không có trường hợp này xảy ra nhiều lắm. Và quý vị biết đó là bây giờ thêm cái tình trạng đó là giả căn, đi gặp thầy pháp ổng ểm. Bây giờ tình trạng là nó ểm mình xong nó chữa cho mình ngược lại để nó lấy tiền đó. Nguy hiểm lắm, binh bất yếm trá lắm quý vị ơi. Thôi bây giờ trở về với củ quyền, trở về với Phật pháp. Còn cái tình trạng giả căn nữa, nó đưa binh vô trong xác mình. Nó đưa binh vô trong xác mình. Rồi. Nó đưa binh vô trong xác mình. Cái con binh đó nó tinh mị, nó tinh ranh mà. Nó giả làm phần căn, nhưng mà quý vị biết sao không? Nó không cho mình đi chùa, nó không cho mình tu. Chân chánh nào mà không cho tu, không cho đi chùa, không cho hướng về Phật là biết tà di rồi. Cho nên làm sao phân biệt được phần căn chân chánh và binh tà di mà người ta ểm hại mình. Nếu như mà phần căn chân chánh, quý vị không đi tu, không đi chùa, quý vị bực bội, cáo gắt, mệt mỏi. Còn nếu mà tà di quý vị bước vô trong cảnh chùa, mệt mỏi, đau đớn, có khi nó đưa binh vô trong cơ thể mình đó. Cẩn thận nha. Nó đưa binh vô trong cơ thể mình. Cô ơi, con bán ế quá, lấy cho con một ít giác trầm. Sự trùm phủ tự nhiên của trầm là nó làm cho dưỡng khí tăng trưởng, tẩy uế phong long. Mấy con phong long phong giải nó sợ trầm, nó rất là sợ những cái loại gỗ quý như trầm. Chứ chị quảng cáo chị nói ghét người ta tưởng em bán cái gì, cái loại bông móng tay á mọi người. Bông móng tay, quý vị có bông móng tay không? Mà xứ đời trần gian tâm linh người ta gọi là cây ngải đó, kéo khách đó, không có nha. Trầm á thì quý vị thôi mệt cứ tìm hiểu trầm đi. Em thì em không có nói nhiều mà không, nhưng mà em giải thích cho quý vị sợ hiểu lầm á, sợ mai mốt nó đi đồn, nó đồn bà Thanh Đồng đủ thứ, bữa hôm nó đồn em có bầu. Ôi thôi đủ thứ, mai mốt được quý vị thấy nè. Từ từ cái nó comment quý vị thấy hết trơn à. Họ mới vô comment, nó nói em ở với thầy chùa em có bầu, những người nào mà đã từng gặp em rồi, từng tiếp xúc với em rồi, từng tu tập với em rồi, người ta cười bể bụng. Chị có áo lam nam không? Đồ lam hả? À, cái áo lam của Bảo Hoa là áo lam của Nico. Cái áo lam của Bảo Hoa là áo lam của Nico. Áo tay dài rộng rộng đúng không? Mặc áo lam bình thường thôi được rồi. Đồ lam thì để em coi Bảo Hoa mặc size số mấy. Thì em có thể là đồ áo tràng chứ, áo tràng. Thanh Đồng xin lỗi, áo tràng. Có phần ông hổ. Có phần ông hổ. Ông hổ vô xác là phải đi tu nhiều lắm á. Và giữ giới nhiều. Tại vì ông cũng còn bên các vị linh thú. Nếu mà không tu, không giữ giới nhiều là đau nhức dữ lắm, chịu không có nổi. Bản chất tự nhiên của hạt tiên, hổ tiên và xà, hay là dầu cho phần căn hạt, căn hổ hoặc là căn xà bình thường, thì đã là phần căn hút bệnh. Phần căn hút bệnh. Cho nên là quý vị phải xả, phải tu nhiều hơn người ta gấp đôi. Nếu không thôi là quý vị đau nhức dữ lắm, chịu không nổi đâu. Lưng cứ lành lạnh, cứ đau, cứ nhức hoài, chịu không nổi đâu. Phần căn viết chữ vẽ bùa là bên củ quyền nhiều, bên củ quyền với bên cha nhiều ha. Nhưng mà quý vị tu theo Bồ Tát Quán Thế Âm đi. Quý vị nhớ nha, Bồ Tát Quán Thế Âm thấy quý vị có nhân duyên với lại là Đế Thích Thiên Vương cha trời, hiện thân Đế Thích Thiên để độ cho quý vị. Thấy quý vị có duyên với Tiên Mẫu thì hiện thân Tiên Mẫu độ cho quý vị. Mô Phật. Cái gì, câu hỏi của bạn là gì? Ngôn xà có tu thành người tà không cô? Cái này thì không phải là trong cõi giới nào, cái cõi nào, phần nào là tà là chánh. Kể cả con người của mình còn có chánh và tà, còn có tốt và xấu. Trong bản chất tự nhiên của chúng ta cũng có cái thiện và cái ác. Cho nên là cõi nào cũng có phần thiện và phần ác. Trong rồng, trong long tộc cũng có, thủy tộc cũng có, hạt cũng có, thần tộc cũng có thiện và ác. Tiên tộc cũng có tiên tu theo Phật và tiên không tu theo Phật. Quý vị nhớ nha, tiên tộc cũng có tiên tu theo Phật và tiên không tu theo Phật. À, cho nên là bây giờ đừng thấy là ma nhập là buồn là tránh xa. Có khi con ma đó đang tu theo Phật đó, mà cái duyên nghiệp nó phải trả cái kiếp làm ma. Đừng có thấy tiên nhập xác mà ham huệ nhãn của gì nhìn ra bà tiên Nga bà nhập xác. Đúng, thật sự có thật, nhưng mà có khi bà không có tu theo Phật đâu đó nha. Cẩn thận cái vụ này đó.
Mô Phật, con muốn gặp cô với anh Pháp Đức để nhiều chuyện. Thôi tu đi, mình tu với nhau đi chứ mình nói chuyện. Bạn cứ công phu. Thật ra quý vị gặp Thanh Đồng đừng nói chuyện nhiều. Thanh Đồng gặp quý vị, Thanh Đồng cũng không có nói chuyện nhiều đâu. Ngày thứ 5, ngày thứ 6 gì đó thì bắt đầu chia sẻ. Còn mình gặp trước tiên là bắt đầu trong cái quá trình mình đi tu là gì? Một, mơi mốt nhớ nha. Mình vô mình nghỉ ngơi, mình tân trang cái sắc dốc, cái thân mình cho nó thơm chút xíu, đừng để nó thúi quá, nó kỳ. Tại ngồi gần gần nhau mà, rồi thêm công phu nữa. Rồi bắt đầu mình ra mình lại sám hối. Mình lại sám hối xong cái mình tụ lại với nhau, mình trì chú đại bi. Mình trì chú đại bi xong rồi đó, cái bắt đầu mình có thể tiếp tục công phu, tiếp tục công phu. Mình gặp, mình cố gắng, mình giữ giới, mình công phu, mình sám hối. Rồi từ 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 cái xác mình nó thay đổi, cái duyên căn mình nó thay đổi, cái trí tuệ mình nó thay đổi, là cuộc đời mình nó sẽ đổi thay, chuyển biến lên một cách tích cực, mới hơn và tốt đẹp hơn. Hữu duyên cô xem giùm con, nếu mà sau này bạn có duyên đi tu tập với Thanh Đồng 5 ngày, Thanh Đồng sẽ coi bói cho bạn. Thanh Đồng hứa với tất cả các duyên căn, cái câu danh dự này. Tại vì các bạn đời sống trần gian ngày xưa, Thanh Đồng ai cũng coi, lên livestream coi, coi bói 3-4 năm trời. Cái trược nó vào trong thân khó gỡ. Cho nên nếu như mà thật sự cũng đâu có giúp ích được quý vị, khuyên quý vị cũng có nghe đâu. Thôi bây giờ mình nghe lý thuyết rồi, bây giờ mình chuyển sang thực hành. Mình đi tu tập với Thanh Đồng 5 ngày, rồi ngày thứ 5 Thanh Đồng coi cho mọi người. Cô ơi, không ngờ comment trên TikTok, ngày sau em gặp được cô có duyên quá. Là cái duyên căn tiền khiên đưa đẩy đó. Cái duyên căn tới rồi đó, tu rồi đó, buông đi. Mô Phật, cho con hỏi là có nhiều người là theo dõi Thanh Đồng 4 năm, 3 năm rồi chưa có gặp được. Giống như Bảo Hoa, nó gặp, nó vừa comment ngày hôm trước, ngày hôm sau nó gặp Thanh Đồng được liền. Hồi xưa bà Ngọc Nuôi cũng vậy nữa đó, ngày hôm trước, ngày hôm sau gặp liền. Cũng có nhiều người, người ta phải đi tìm, đi kiếm thì không, thôi bỏ qua. Nhưng mà Mô Phật, đi làm chỉ muốn lên chùa. Bạn có duyên với chùa lên mà không có suy nghĩ gì hết, lòng tâm thanh tịnh nhẹ nhàng, không có cầu mong gì cả. Bạn có căn tu tập Phật Pháp lớn lắm. Cái người mà đi chùa còn mong còn cầu là người ta còn cái chướng duyên của trần gian. Còn nếu như mà mình đi chùa, mình đi vào trong đó mà thanh tâm mình nó nhẹ nhàng, bay bổng, an lạc, mình không có sự cầu nguyện gì hết mà nó trống không vô định đó quý vị. Quý vị đã có căn duyên lành tu tập Phật Pháp rất là sâu dày, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mô Phật, inbox cô số điện thoại hả? Hồi đó cô không có cho số điện thoại, cái sau này thấy người ta tìm quá đó, cô cho số điện thoại. Cái có nhiều đứa, trời đất ơi, mình bận gần chết quý vị. Tu tập với Thanh Đồng lại sám hối rồi công phu đi, từ từ nó chuyển đổi, mình trí tuệ mình nó sáng. Mình tự mình nhìn nhận ra cái bản chất thật sự, mình nhìn ra rõ được cái sự thật. À, người ta nói cho mình nghe, chưa chắc gì mình đã tin, nhưng mà tự bản thân mình nhìn thấy mình sẽ tin. Thanh Đồng có một cái may mắn là gì nè, bất kỳ một cái tâm linh gì Thanh Đồng trải qua, hay là một cái người đó thương hay là ghét Thanh Đồng đó, thì tất cả các phần căn khác đều nhìn thấy. Họ nhìn thấy luôn, tổ cho họ thấy luôn, tổ cho họ tận mắt nhìn thấy luôn. Thanh Đồng không cần kể, mà có khi họ kể ngược lại cho Thanh Đồng nghe luôn đó quý vị. Rồi, thí dụ như Thanh Đồng đi chùa, Thanh Đồng đi đâu hay là Thanh Đồng gặp cái người nào đó mà có ghét, có thương Thanh Đồng, là tự người khác nhìn thấy luôn. Thanh Đồng không có kể mà người ta kể ngược lại cho Thanh Đồng luôn, góp ý cho Thanh Đồng. Ừ, cô cẩn thận người này nha, cô phải như thế này, như này, người này như thế này nha. Người ta nói ngược lại luôn. Người ta cũng có phần căng mà người ta cũng nhìn ra được. Rồi cái số điện thoại nhắc lại. Trời ơi quý vị ơi, có nhiều khi các bạn chọc ghẹo Thanh Đồng quá nhiều. Có mấy một số bạn chọc ghẹo trưa trời nắng mà đang ngủ, ví dụ như điện hỏi chuyện tâm linh, cô ơi con bị hành căn, con bị ma nhập gì không. Điện đang ngủ, ngủ trưa, bữa đó mình quét dọn cái am, mình mệt, mình nằm mình thiêu thiểu. Mình đang sâu trong cái giấc mà mình hồi phục công lực, sức khỏe trần gian. Alo, cô Thanh Đồng hả, cô Thanh Đồng. Sao vậy em, sao vậy. Cô ơi, vàng lên giá rồi cô ơi, vàng lên giá. Duyên dáng dễ sợ. Thật sự muốn đánh đòn em quá à. Cô muốn đánh đòn em hết sức vậy đó. Rồi, hoan hỷ mọi người nha. Mô Phật, các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn. Nam Mô Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô Từ Bi Thương Độ Gia Hộ Trợ Duyên. Cô ơi, tối nay cũng có bạn tiên hạt trắng về bên cô. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì cái này là duyên căn, các bạn thấy thì các bạn nói nha. Thanh Đồng thì Thanh Đồng ngu lắm, Thanh Đồng không có biết gì trơn á. Mô Phật, 12 giờ đêm lại sám hối được không cô? Tốt nhất là bạn lại, thực sự ra giờ nào bạn tu thì bạn tu, bạn tránh các cái giờ âm nặng ra. Tại vì đôi khi mình sợ lực mình yếu, mình bơi lội giữa dòng lũ, mình chịu không nổi 2 giờ tới 4 giờ, 5 giờ âm nặng lắm. Còn giây phút hiện tại đó,
Thì giây phút hiện tại đó, thì hên may mắn là có người hộ pháp cho cô, chứ cũng đang có một cái lực của thế hệ giống như là cái dòng nhánh tà linh nó đang đánh vô á. À, sao nó ập qua? Không, không, cô không quen. Ai vậy? Trung Quân. Ai vậy? Đâu? Mở lên cho cô coi coi. Nè. Coi, đọc xong cái này. Trời đất ơi. Kêu ổng, trời ơi, cưng tổn lực rồi, cái tay cưng lạnh dờn à. Ổng biết sao không? Ảnh luyện công mà ảnh tự luyện, ảnh không có người trợ duyên, ảnh bị tụi nó dập dồn vô quá rồi bây giờ ảnh bị mất lực đó, cưng trời, cưng vừa đem nó lại cô một cái nó lạnh rờn lên mà mình đi ba miêu mẹ ơi. A Di Đà Phật, hoan hỷ quý vị. Thanh Đồng ơi, 2 năm trước con lỡ mang bùa về trấn nhà. Lỡ mang bùa về trấn nhà, phải không? Mùng 1, 15 ngày nào cũng cúng đi cũng được. Còn nếu mà không thì mùng 1, mùng 5, 10, mùng 1, 15, mùng 10. Cúng 5 loại trái cây, chung trà, chung rượu lên bàn thờ ông địa. Khấn củ quyền, khấn ông địa. Ông ơi, ông trục tụi nó đi giùm con, trục tụi nó đi giùm con. Ha, liên tục. Rồi niệm Phật gian dội lên là từ từ tụi nó đi. Nha. Thì cũng phải có cái lực mạnh đi từ từ đó. Mô Phật, hoan hỷ mọi người. Không sao đâu, cô ơi, cô đi tu tập như vậy, cô được cẩn thận mọi người chống phá cô nha. Bạn rất là quan tâm Thanh Đồng luôn. Không sao, người ta chống phá nổi mình là cái nghiệp của mình. Còn người ta chống phá không nổi mình thì thôi. Nó cũng là cái thử thách trong đường trần gian. Nó cũng là cái thử thách trong đường trần gian á, quý vị hiểu không? Con bị nói giọng khác là sao ạ? Lâu lâu Thanh Đồng cũng bị á. Nhưng mà mình nói gì giờ? Thì mình cứ nghĩ chị em mình bị từng tưng đi. Mình không có tỉnh. Khi nào cô bị công an bắt hả? Cô cũng không biết nữa. Cô đâu làm gì phạm pháp đâu. Thí dụ như bắt đưa cô vô biên hòa để chữa hết cái bệnh khùng thì cũng đỡ. Chứ hồi xưa lúc mà thời cô còn học đại học đó nha, là cô đi chữa rồi. Cô tìm hiểu hết trơn á. Đi vô bệnh viện 121 khám, mà đó học đại học Cần Thơ thì có bảo hiểm y tế trong 121. 121 làm hồ sơ, nó viết giấy giới thiệu, nó chuyển xuống dưới bệnh viện thần kinh. Tại vì cái đợt mà có thời gian Thanh Đồng bị cơ hành, căng hành, bị hành sát đó nha quý vị, làm quý vị biết không? Một tháng rưỡi là không ngủ. Mấy bà là mấy phần căng bây giờ bị hành là không ăn, không cho ăn. Còn em là không ngủ. Cái não nó căng, không ngủ là cái chuyện bình thường. Một tháng không ngủ muốn phát điên luôn á. Mà cho tới lúc mà bà cô em bà trợ duyên bà chữa cho em rồi một cái không có dơi, là thân em đã bị bệnh kháng insulin trong máu. Ai gành về y tế là biết cái bệnh kháng insulin trong máu là có nguy cơ sau này già bị tiểu đường đó. Nó thẳng là vậy đi, đem đốt miếng nhang lên cái cho nó ấm áp am môn. Nó mất ngủ nhiều là cái đường trong máu nó đâu có hoạt động tốt đâu, là bị kháng insulin trong máu. Cho nên là bây giờ là quý vị biết ở trên cái cổ của Thanh Đồng á, nó nổi 1-2 đốt mụn thịt dư. Mụn thịt dư cũng là do thời xưa là một tháng không ngủ, cái não nó căng ra gì nè. Chỉ cần bước vô trong chùa bay bổng nhẹ nhàng an lạc, mà không vô thì bắt đầu bị từng tưng khùng khùng ha. Thì cái duyên căn duyên nghiệp của mình thôi, bây giờ phải tu thôi. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, nam mô Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô Gia Hộ. Nếu như mà sau này có duyên căn đi tu tập cùng thì mình cũng cố gắng thôi. Ai phá cứ trả nghiệp, cố gắng tu, cố gắng lại sám hối, cố gắng giữ giới, cố gắng công phu, thế thôi. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô, nam mô Quán Thâm Bồ Tát, nam mô Quán Thâm Bồ Tát Gia Hộ.